Xin chào quý vị và các bạn. Bão số 7 đang giữ cường độ rất mạnh, gây sóng cao và biển động dữ dội trên vùng biển nước ta. Tuy nhiên, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu và tan trên biển. Còn trên đất liền, ngày mai sẽ là ngày thời tiết tốt khi mà nắng đẹp trải đều khắp cả ba miền. Ở Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, toàn vùng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường yếu và khô, nên trời tạnh ráo, không mưa, ngày nắng và đêm lạnh. Mức nhiệt cao nhất ngày mai đạt 28-31 độ, về đêm nhiệt độ giảm còn 19-22 độ. Quý vị chú ý là trời rất hanh khô do độ ẩm ban trưa giảm thấp dưới 60%. Với các tỉnh thành khu vực Trung Bộ, ngày mai cường độ nắng mạnh hơn khiến nền nhiệt cao nhất ngày trên toàn khu vực sẽ tăng nhẹ. Mức nhiệt ở các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tăng lên ngưỡng 28-31 độ, còn khu vực Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận mức nhiệt là 29-32 độ. Về chiều tối, mưa dông có thể xảy ra cục bộ, tuy nhiên với lượng ít và thời gian ngắn. Nắng cũng sẽ là thời tiết chủ đạo ở các tỉnh thành phía Nam với mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai trong khoảng 27-30 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 31-33 độ với khu vực Nam Bộ. Lưu ý về tối và đêm, khu vực Tây Nguyên do điều kiện địa hình nên trời rét nhẹ, còn tại Nam Bộ trời cũng sẽ chuyển se se lạnh. Trên biển, bão số 7 đang giữ cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13 và cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông. Trong những giờ tới, bão số 7 di chuyển rất chậm với tốc độ là 10 km/h theo hướng Bắc-Tây Bắc và còn tiếp tục mạnh thêm. Cường độ mạnh nhất cấp 11, cấp 12, giật cấp 14 khi tiến gần hơn đến khu vực quần đảo Hoàng Sa. Và do ảnh hưởng của bão thì vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng cao từ 6-8 mét, vùng gần tâm bão từ 9-11 mét. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 31 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.